Ôi rồi. Nhặt để làm gì đấy? Nhặt để bán. Nhặt để đem đi bán à? Ừ. Ồ, thế là có cả những cái bình ga mini này. Đi đâu đây? Nhặt nhặt cái này về thì để mà đem đi bán hay là đem đi đâu? Đem đi bán. Đem đi bán à? Vâng. Bán ở đây hay là bán ở chợ? Bán ở chợ. Con tên là Sùng Xeo Xì, năm nay con được 10 tuổi. Lúc con còn nhỏ, bố con đi lên rừng lái củi bị giáng cấm và bố con đã mất rồi. Mẹ con đi bỏ đi Trung Quốc. Con được ông bà nuôi lớn. Con có chị gái tên là Sủ Thị La, năm nay được 14 tuổi. Hai em đều không có bố, đều không có mẹ. Ông bà con năm nay được 70 tuổi, phải lên rừng lấy củi đi làm thuê để lấy tiền mua gạo. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của em Sình với lại em La đây cô bác ạ. Tại ở đây thì có lẽ là một cái hoàn cảnh mới, cho nên là tất cả các bác vẫn còn chưa hiểu về cái hoàn cảnh này mấy cô bác ạ. Thời gian qua thì khi mà bạn Nghiêm đi vào chia sẻ hoàn cảnh của em Sình với em La ấy cô bác, thì bạn Nghiêm thì cũng có nói với cháu Lực là lên để mà ghi hình về cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của hai bé để mà đăng tải lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác anh chị. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên và mua thêm cho là em Sình với em La thêm là 20 cân gạo cộng với thêm là mì tôm nữa các bác. Còn về cái khoản này thì là được chị Trần Đỗ Giáng My là có bảo cho Lực là trích cái tiền quý của chị ra. Đấy, lên đến đây thì thấy dòng suối rất là mát các bác ạ, thì khựng lại để mà rửa chân một chút. Phải nói nước nước ở đây thì thưa các bác ạ, như gọi là như nước ở trong tủ mát luôn đấy các bác, rất là mát. Ở trên này thì cháu được thấy là bà con trồng rất là nhiều thảo quả trên này các bác này. Nhà của em Sình em La thì còn cao hơn là trên nhà của em Sử đúng không các bác? Cháu được sẽ vừa đi và vừa ghi hình lại cái quãng đường mà lên trên nhà của em Sình với em La một chút. Cũng thưa với cô bác là nhà của em Sình với em La là cách cái chỗ của cháu Lực đang ở là tầm độ là từ xá lên là 30 cây, còn từ nhà cháu Lực ra đến đây là độ tầm là thêm là 20 cây nữa, thì ít nhất là cũng được dùm là được 4-50 cây cô bác ạ, rất là xa. Ở đây thì thấy là bà con là đi mua cái ống nước này về này cô bác này, để mà bắc nước qua, hình như đây là thửa ruộng hay sao đó cô bác. Cháu Lực thử vào đây xem là có phải thửa ruộng không. Wow, đây là một cái thửa ruộng mà bà con mới đào cô bác ạ. Cái thửa ruộng này là mới đào cô bác, ở cao quá thì ra là người ta phải bắc nước là qua cái một cái ống như này này cô bác này. Đây cô bác có thể nhìn thấy là trên nhà của các em là toàn là gọi là đi vào trong rừng già hết rồi cô bác. Măng nứa thì có rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ phải là đi xuống nhà của lên nhà của em Sình với em La đâu cô bác ạ. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, cháu Lực cũng biết là các em là được nghỉ học, cho nên là cháu Lực mới lên. Không biết là ở trường các em thì đã nghỉ hè chưa. Đấy, giờ thì hai anh em đi thôi các bác ạ. Nước suối ở trên nhà, gần chỗ nhà các em các bác, thì có thể là uống được luôn đấy, rất là mát. Đây, khung cảnh thì nếu mà bây giờ là khu của cháu Lực đang ở là các bác này, là ở quả đồi bên kia các bác. Đấy, xá thì nằm ở tít ở trong kia. Đi thì vòng ba vòng vèo xong mới lên đến đây. Không biết là
À, bạn nhỏ đi đâu về đây? Sinh về chưa? Sinh đi học về chưa? Em là Sinh à? À. Đang đi thì bắt gặp là em Sinh à, chắc là vừa đi học về. Ủa. Sinh vừa đi học về à? Dạ. À, anh gắn cái mic cho Sinh nhá. Thế là được nghỉ hè chưa? Được nghỉ à? Cái này là cái gì đấy? Cái này là cái gì đấy? Cái dây đeo ở cổ à hay là cái gì? Có vẻ là Sinh là em ấy không biết nói cô bác ạ. Sinh đi được nghỉ hè chưa? Nghỉ rồi. Nghỉ rồi à? Lần trước cháu được có lên một lần rồi cô bác, nhưng mà thấy là hôm nay khác lạ rất là nhiều. Thế là vừa rồi là đi bộ từ dưới kia lên à? Trường của Sinh là ở tận đâu? Ở dưới kia. Ôi ôi. Thế là vừa nãy là Sinh là cứ đi theo đường nhựa này lên à? Thế Sinh là cầm bao tải này là đi nhặt cái gì? Nhặt cái kia. Nhặt cái này á? Cái này á? Ừ. Ôi rồi. Nhặt để làm gì đấy? Nhặt để bán. Nhặt để đem đi bán à? Ừ. Ồ, thế là có cả những cái bình ga mini này. Thế là vừa rồi vừa nhặt ở khu này à? Ừ. À. Thế là vừa đi học về là vừa nhặt à? Ừ. Ôi rồi. Cái nhặt từ dưới kia thì có như này thôi à? À, chắc là ở chỗ này là em ấy thấy là hình như cháu Lực thấy là chai bia các bác, chắc là ai ngồi ở đây uống bia, tại vì chỗ này là thấy là có một điểm mà rất là chill này. Thế là bây giờ đi về chưa? Đi về đi nhỉ. Thế là lấy đi về đi, anh cũng đi nhà Sinh một tí. Đi về đi. Này là chắc là có lẽ là những cái chai cũ hơn này cô bác này thì là nhặt từ ở tận là dưới đường cái lên rồi. Thế là vừa đi đường là vừa nhặt à? Ừ. Ồ. Bây giờ đi thì có nhặt nữa không? Có. Vẫn nhặt nữa? Ừ. À, thế thì để xem là Sinh đi nhặt ve chai nào. Thế đi. Nha. Ừ. Không biết là em ấy đi nhặt ve chai về thì lấy tiền này để đi đâu đây? Nhặt cái này về thì để mà đem đi bán hay là đem đi đâu? Đem đi bán. Đem đi bán à? Vâng. Bán ở đây hay là bán ở chợ? Bán ở chợ. Thế là bán ở chợ à? Vâng. Thế bây giờ thì Sinh đã được nghỉ hè chưa? Vâng. Được nghỉ hè rồi à? Vâng. Ồ. Thế như này thì là em tự mang đi bán hay là cho ông bà đi bán? Cho ông bà. Cho ông bà đi bán à? Vâng. Ở nhà thì đã nhặt được chút nào chưa hay là chỉ mỗi được chỗ này thôi? Một chỗ này thôi à? Ồ, có lẽ là em là vừa đi đường là về là vừa nhặt luôn. Thế là trường của Sinh ở đây nữa à? Trường của Sinh thì là ở tít dưới kia của bác này. Tít chỗ chay tay vào chỗ Lực đang chỉ kia, rất là xa. Đi học thì đâu đó là đi độ tầm là 30 cây đấy. Thế là hôm nay là bây giờ là được nghỉ hè rồi à? Vâng. À, thế mai là không phải đi trường nữa nhỉ? Thế cô giáo bảo là mấy nữa, bao giờ lại đi học? Tháng đi học. Tháng đến tháng 8 à? Vâng. Thế bây giờ được nghỉ 3 tháng à? Vâng. À, chị gái thì về trước hay là về sau? Về sau. Chị gái lại đi sau nữa à? Vâng. Em Sinh lại em La thì mỗi người học một trường các bác ạ. Em Sinh thì là học cấp 1, còn là em La thì học cấp 2 rồi. Hay một cái cậu bé mà năm nay mới có là 5 tuổi thôi cô. À, được học lớp 5 thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà vì là cái hoàn cảnh như vậy thành ra là em ấy vừa đi là vừa nhặt ve chai. Những cái bếp này thì có lấy không này? Hả? Bếp này này. Lấy hết à? Những cái chai nhựa như này thì chắc là không có được giá hơn. Những cái lỏ lon thì sẽ là được giá nhiều hơn cô bác. Ở nhà của em Sinh thì là ở trên này rồi cô bác ạ. Thế bao tải này là hôm trước đựng cái gì đi à? Thế nghỉ hè như này thì không lấy quần áo về hay là không có quần áo? Không có quần áo. Không có quần áo à? Thế là một tuần là lấy quần áo đi mấy bộ ấy, đi trường ấy? Hai bộ. Một tuần là hai bộ thôi à? Vâng. Thế là một bộ là thay ra xong là giặt khô xong là mới lại mặc à? Vâng.
Thế có bộ nào mà mình phải mặc đến tầm 2-3 ngày không? Có. Có ha. À, vì hai bộ thì đến mùa đông ấy cô bác. Đến mùa đông thì để mà giặt luôn, xong đến sáng hôm sau khô thì không có. Có phải là đợi lâu lâu thì mới khô được. Thế là Sình là nghỉ học về là tự về một mình thôi à? Không có bạn bè nào mà đi cùng à? Không. Có, thế là không có bạn nhưng mà có anh chị nào không? Có. Có à? Ừ. Anh chị thì lại học lớp sườn xa hơn nhỉ? Ừ. Trên này có quả gì nhiều đỏ đỏ đây này. Quả đấy là quả gì có biết không? Không. Không biết rồi à? Ừ. Hay có lẽ là các bạn hay là các anh chị đấy cô bác. Ở gần nhà thì người ta có bố mẹ. Thành ra là làm bố mẹ là đi đón. Còn đây thì có ông bà thôi. Ông bà thì năm nay cũng có tuổi rồi cô bác. Cho nên là không có biết đi xe. Và chắc là cũng không có kinh phí để mua xe nữa. Đường này là đường lên nhà Sình rồi nhỉ? Ừ. Đấy, nếu mà về buổi tối thì các bác ạ thì hay nhầm lấn ở cái ngã ba này này. Hôm nọ cháu Lực cứ phi ra kia tưởng là nhà các em ở bên kia đấy. Bố của em Sình thì là lên rừng xong là bị rắn cắn của bác ạ. Ở đây thì là trước ông có kể với cháu Lực là cặp nia cắn rất là độc. Và sau đó thì không đi vào bệnh viện ấy, thì là bị chết luôn rồi. À đây có mấy bạn nhỏ nhỏ này. Mấy bạn nhỏ này đi đâu đây? Hả? Cầm cái gì đây? Cầm cái gì đây? Không biết chào à? Hả? Có vẻ là rất là sợ người lạ. Thanh niên này năm nay học lớp mấy rồi? Học lớp mấy rồi? Cái này này. Biết nói tiếng phổ thông không? Một cái nào, một cái nào. Có vẻ là các bạn rất là ngại. Cắt tóc không? Tí ra đây chú cắt tóc cho nhá. Tóc dài đây nhá. Có cắt tóc không? Cắt giáp là không nè. Không à? Ờ. Đi, thế thì mình đi về đi. Biết là hôm nay lên thì có ông với bà là có ở nhà không cô bác? Sợ rằng là ông với bà là đi vào ruộng rồi, ra nương ra ruộng rồi. Tôi xin nhớ đợi anh đi. Đấy, cầm cái này đi về nhà trước đi. Ôi, chỗ này như kiểu là có con gì chết ở đây sao các bác ạ? Cái đấy thì Sình ấy bỏ ở ngoài đi chứ Sình ấy. Ở nhà Sình thì nhìn từ khung cảnh ở ngoài đấy cô bác ạ. Thì không khác gì nhà của em Sử với em Hải cả cô bác ạ. Ở đây thì có vẻ là có cái mái hiên để ông với bà là đựng quần áo này kia. Sình cùng chú ra kia lấy đồ đấy. Đi. Ồ, không biết là chị này đi đâu đây. Đi đâu đây chị? Chơi. Đi chơi à? Ồ. Ở đây có con gì chết ở đây sao ấy Sình ạ? Thối quá. Đây. Hôm nay anh lại mua gạo cho nhà Sình nhá. Đây, vừa rồi thì Sình đi nhặt ve chai về. Ôi đây là cái gì đây chú xem nào. Cái này là cái dây à? Ai cho đấy? Bà. Bà cho à? Ừ.
có phải đi cúng cho không? Có phải là đi cúng không? Đi gọi thầy ấy, thầy về nhà cho đúng không? À, trong này là anh sờ được không? À, trong này cháu được nhìn thấy là hình như là có là cái gì mà như kiểu là sợi long đấy cô bác ạ. Chắc là kiểu là theo phong tục cũng như là một cái nét đẹp đấy cô bác ạ. Thành ra là để vào. Ôi ôi, dép hỏng hết rồi à? Anh xem nào. Ôi ôi. Đây cô bác này, dép này, đóng ba cái đinh này. Rồi, sao đóng nhiều đinh thế đây này cô bác? Thế là bán ve chai để mà đi mua dép à? Ừ. Ui dồi. Đôi dép này đôi bao nhiêu tiền? 50. Đôi dép này 50.000 á? Ừ. Ồ, thế là khá là đắt đấy nhở? Ừ. Dép ấy cũng rách hết rồi, hôm nay lên thì cũng không có mua được dép cho em Sình cô bác. Sình thì bây giờ là hộ anh cầm đi nhá. Cầm đây này. Đấy. Cả mì tôm nữa này. Đấy, mì tôm này thì là ở trên vùng cao thì hầu như là rất là đa dạng của bác nhá. Sình thì cầm được cái nào? Hả? À, cầm hai cái này đi. Đấy. Đấy, cầm chắc nha. Vào này không biết là gặp ông ở nhà nó không cô bác ạ. Sợ rằng là tầm giờ này là ông đi vào ruộng rồi. Ôi, chào ông nhá. Ông ở nhà à? Vâng. Tôi tưởng là ông đi lên ruộng rồi hay à? Vâng, đi giảm về á. Ông đi ruộng về à? Vâng. À, hôm nay ông đi ruộng làm gì? Đi cây rau ngay. Cây ruộng à? Thế bà đâu rồi ông? Ngay ngồi sinh thôi nhé. Đang đi cổng của họ đi cây rau. Bà là đi đuổi công à? Vâng. Ồ, thế là ở trên ông là bây giờ là cũng đến mùa mà làm ruộng rồi nhỉ? Vâng. Nhà ông thì ruộng nương thì có nhiều không? Có ít thôi, không có nhiều đâu. Có ít rồi à? Vâng. Nhưng mà đủ ăn không? Không bao giờ đủ được. Không đủ à? Tàn thôi. À, gọi là đến gọi là vẫn thiếu còn 2 tháng đúng không? Vâng, vẫn thiếu 3-4 tháng đấy. Ồ, 3-4 tháng á? Vâng. Thế năm nào mà mất mùa thì chắc là thiếu nhiều đấy ông nhỉ? Vâng. Đấy, hôm nay thì cháu lại lên thăm là bốn ông cháu một chút. Vâng. Đấy, cả bà đấy, cả bà, cả ông nữa, cả hai... À, cháu nhỏ nữa, vừa mới gặp em Sình là đi học về. Vâng. Đi học về thì thấy là đang cầm một cái bao tải để nhặt ve chai nữa. Thế bảo là đi mua dép này này ông ạ. Vâng. Đây dép thì đóng 3-4 cái đinh rồi. Nó còn có tình mua là như thế thôi. Bây giờ mình đang lớp 5 rồi cô bác ạ. Đã biết là kiếm, đã biết là đi nhặt ve chai để mà kiếm tiền rồi. Thế là Sình là được nghỉ hè rồi ông nhỉ? Vâng, bao giờ nghỉ hè rồi. Vâng. Thì hôm nay mới nghỉ. Vừa rồi cháu bắt gặp là từ dưới nhà, từ dưới trường lên đấy. Thế là em mới đi bộ là lóc cóc một mình. Vâng. Chắc là đi từ độ lúc là gọi là 11-12 giờ nghỉ là về đấy. Vâng. Nếu mà không biết đi xe nữa, không có cả ông nó không có xe nữa thì vâng, không đón được. Đi bộ thôi. Hàng xóm, nhưng mà không nhờ được hàng xóm đi à? Hàng xóm có không nhờ được đâu. Thế là chắc là gia đình người ta cũng đầy đủ người về rồi nhỉ? Thế rồi. Đói chưa? Nếu mà đói thì ăn mì tôm. Chưa đói à? Muốn chưa đói à? Ừ. Thế nãy ăn cơm ở trường mới về hay là như nào? Ăn cơm ở trường. Cơm ở trường à? Ừ. Thế ông cho cháu hỏi cái này là cái gì không? Ừ. Cái này dây này này. Cái dây này là cái dây gì ấy? Có không có thấy đâu. Đây này. À, cái dây đấy là... Cho số cho nè. Cho số cái... Trời thắt tao lúa mà. Ồ. Cái dây đấy là dây cho nó đeo cái gì anh nhỉ? Gọi là ban sức khỏe cho đúng không? Hay là như nào? Ok, cái lung khẩu chữ. Khẩu chữ, anh chị còn nông ở đây chứ nhỉ? Còn nông đâu chơi Còn tài hôn ra? Một chơi nào. Ồ, giá thấy thứ đông mình khó lắm. À,
À, thế là cái này gọi là, thưa các bác ạ, nếu mà theo tiếng phổ thông nói thì xé là gọi là để mà cầm hồn hay là cầm vía đấy các bác, gọi là cái này để làm bùa đấy các bác, để làm gọi là cái bùa gọi là như kiểu là bùa bình an của mình đấy các bác. Hôm nay thì cháu lại tiếp tục là lên nhà ông thì là được. Do là ông cái bởi đi bởi nhà già à. Bởi cảnh cô lấy giống mì khoản mà. À, thế là cái này là trong là gồm là lá của bác ạ, là thuốc ấy. Đấy thì hôm nay là cháu lại lên ông thì là mua thêm là một số thực phẩm cho ông với bà nữa. Đây à? Vâng, à, đấy. Đây còn ở đây là 20 cân gạo ông nhá. Vâng. 20 cân gạo đây thì. Thế là ông trên nhá. Vâng ông. Đây thì gọi là cháu là người mà đi mua hộ mua gọi là mua cho thôi. Còn tiền thì là được chị Giáng My là gửi cho. Chị hôm nọ là mua giường cho ông ấy. Vâng. Đây thì cháu nói qua về cái phần quà này một chút. Đây thì cháu mua là 20 cân gạo. Vâng. 20 cân gạo thì là ở trên xá thì người ta lấy là gạo này rất là đắt ông ạ. Người ta lấy 20.000 một cân. Vâng. Là 20 cân là người ta lấy 400.000. Vâng. Và mua một cái thùng mì tôm Cocomi nữa. Vâng. Là 85.000 thôi. Vâng. Ở dưới xá của ông thì người ta bán 90.000 đấy. Vâng. Nhưng mà ở dưới xá ở xá của cháu thì cháu lấy chỉ có 85.000 thôi. Vâng. Sau khi đã giải trí. Vâng. Xá của mình ở dưới này là đắt. Vâng. Đắt vâng. 90.000 một thùng ấy. 90.000 một thùng. Vâng. Đấy rất là đắt. Đây thì là để lúc nào đi chăn trâu về đói hay là như thế nào thì ăn nhá. Buổi sáng ăn xong là đi làm nhá. Sình thì là chuyên gia đi chăn trâu của bác ở nhà ấy. Nhưng mà mùa này thì trâu đi làm ruộng mấy thì chắc là không chăn mấy đâu nhỉ? Có phải chăn ấy. Không phải chăn à? Vâng. Nhưng mà đi theo ông để đi vào ruộng chăn này. Ừ. Đi cài xong hết rồi phải thả cho nó đi chăn đi chăn đi. Vâng. Thế là cái công việc mà đồng áng này thì là ông với bà là lo thôi. Vâng. Đấy, và mua thêm là một chai dầu ăn này ông ạ. Vâng, vâng. Một chai dầu ăn này là 2 lít là người ta lấy là 60.000. Đấy. Mua là một chai nước mắm. Vâng. Một chai nước mắm là 15.000 ông ạ. Vâng. Nước mắm này thì là ông với bà là biết ăn chứ? Có mà. Có đúng không? Ăn. Vâng. Vâng. Và mua là một Omo này, bột giặt này. Bột giặt để cho hai em giặt áo cũng như là ông giặt áo nhá. Là 50.000 đó mà gói này ấy. Và mua bàn chải đánh răng. Hôm nọ thì em ấy kể Sinh có kể là không có bàn chải đánh răng ấy. Thì 4 người thì cháu mua cho là 4 cái thì là không có tiền mua thôi, có tiền mua thì có gì không. Vâng. Vâng. Đấy là cháu mua cho 4 cái ông nhá. Để cho ông với bà là một cái này. Sinh một cái, La một cái này. Đấy cái này là dùng để đánh răng nhá. Rồi. Thế thì các cháu phải xin. Vâng, và đây từ ra cháu mua thêm là kem đánh răng nữa. Đấy, coi như là ông với bà một cái này, Sinh với lại là một cái này. Đấy. Và mua thêm là một gói mì chính nữa. Đây. Gói mì chính để cho đây là thực phẩm đó. Mì chính thì là cháu mua là 50.000 đấy nhỉ. Vâng, hơn 50. Mì chính là 55.000 đúng không ạ? Gói này ấy. Vâng. Gói mì chính đấy là mình biết rồi. Vâng. Và cháu mua một gói đường. Cái đường này thì là để mà các em trộn ăn cơm cũng được này. Vâng. Hoặc là pha nước cũng được. Đấy. Đấy, Sinh thì biết cái này là cái gì không? Không. Không biết à? Cái này để pha nước để uống nước ngọt hay là để trộn với cơm, ăn cơm cũng được nhá. Rồi. Đây là đường. Rồi. Và mua là một xà bông này. Xà bông này thì cháu mua 2 cục luôn. Thì cũng cho ông với bà một cục này. Vâng. Sình với lại La một cục này. Vâng. Đấy, là người ta lấy là 20.000. Và mua một chai dầu rửa bát này. Vâng. Một chai dầu rửa bát này thì là người ta lấy là 25.000 ông ạ. Vâng, vâng. Đấy. Cộng thêm là một chai dầu gội nữa để cho hai anh em là gội đầu. Cũng như cả ông với bà nữa. Vâng. Chai này thì người ta lấy là 150.000 ông ạ. Cái lia và bát lạnh bạc hà. Vâng. Biết cái này là cái gì không? Không. Không biết à? Thế mọi lần ở trong trường thì tắm thì có dùng đến cái này không? Không. Không dùng á? Thế là tắm là dùng cái nào? Người ta lấy trắng thôi. Tắm nước trắng nó không có dùng gì à? Nó không biết dùng như thế. À. Đấy hôm nay thì cháu Lực là lại trích tiền của chị Giáo My ra là mua hết là 900 là 55.000 của bác ạ. Hôm trước thì cháu Lực là mua bộ giường này của bác. Cũng là trích tiền của chị Giáo My ra. Hôm nọ thì là cháu Lực xin được phép là nói lại về cái khoản là kinh phí của chị Giáo My gửi cho cháu Lực một chút của bác nhé.
Hôm nọ là cháu có nhận được là một cái khoản là của chị Giáng My là 4 triệu, của chị Phạm Thúy Lan là 1 triệu. Và trong đó thì là để mua cho Sình là một bộ giường là 2.300.000, là 50.000. Và mua một cái chiếu nữa là mét 50.000, là hết là 2.400.000 rồi. Thì còn là dư là 2.600.000. Và hôm nay ngày 1 tháng 6 thì cháu Lực lại tiếp tục mua thực phẩm cho Sình với lại La với lại cả ông bà nữa, hết 900 là 55.000. Thì còn dư là 1.600.000 là 45.000. Thì cái khoản còn dư này thì là sẽ để sử dụng với là cái mục đích khác của bác nhé. Cái này thì bây giờ cái này là phải nhớ là cái nào là đồ ăn là đồ ăn nhá. Còn cái nào là dùng để mà mình giặt đồ lần này kia nhá. Đấy, thì bảo với ông cái này thì lại chú lại bỏ vào đây cho này, cái này ấy. Đây. Đấy, còn cái này là cũng để ra để nhà tắm kia nhá. Cái này thì là phải cháu phải mở ra cho ông đã, chứ không là ông không biết mở đâu. Có vặn, biết à? Biết thôi. Thế cháu không mở nữa nhá. Vâng. Ông cứ vặn vặn xong là bật ra. Được rồi. Và đấy, hôm nay thì ông của cháu vứt cái này ra kia đi. Nên để lại à? nhưng mà cháu vừa cắt cái để lại mình dùng ấy. Đấy, những cái túi bóng thì ông vẫn còn là tiết kiệm là để lại để những cái đồ dùng khác nữa các bác. Hôm nay thì rất là vui mừng khi mà được chị Giáng My là đồng hành cùng cháu Lực nữa. Và lúc mà quãng đường đi ấy, bắt gặp em Sình ấy, là đang vừa đi học về là vừa nhặt rác nữa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Trần Đỗ Giáng My và chị Phạm Thúy Lan rất là nhiều. Chúc hai chị gặt hái được nhiều thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin gửi một lời cảm ơn tới các bác nhá. Đấy, bây giờ nói theo chú nhá, nhưng mà không biết nói ấy. Con xin cảm ơn. Con xin cảm nhìn, ơn. Nhìn xuống bên kia. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các chú. Không, các bác thôi, cái này là các bác gửi cho thôi. Đấy, con xin cảm ơn các bác. Con xin cảm ơn các bác. Đã gửi những đồ dùng cho ông bà với lại em chị La nữa. Đấy, xin chúc các bác gặp nhiều điều may mắn. Rồi đấy, em Sình thì có tiếng phổ thông là có những câu là còn chưa biết mấy đâu ông ạ. Đấy, như hỏi bây giờ hỏi là những cái chai không khéo là những cái chai dầu gội đầu hay là xà phòng là em còn không biết đâu. Đấy, phải nói là Sình là một cái cậu bé mà cũng rất là ngại các bác ạ. Đấy, ông gửi một lời cảm ơn tới chị Phạm Thúy Lan với lại chị Giáng My ông nhé. Vâng. Thế thì thôi rồi, các cháu ạ. Vâng. Ông nói là chúc các chị là nhiều sức khỏe cũng như là khi mà có một người nào đấy gửi quà với lại gửi những cái đồ cho ông ấy thì là ông nói một câu cảm ơn. Vâng. Cái này là chúc sức khỏe các cháu, các chị các cháu thì là ông thì cảm ơn các cháu ạ. Cả người chị em. Vâng. Thế bà là đến tối này tối mới về không? Vâng. Bà đến 6 giờ mới về. 6 giờ về. Vâng. Thế là ăn cơm ở nhà họ hay là như nào? Ăn cơm của nhà cũng được, nhưng mà đi nhà của họ cũng được. Cơm ở nhà họ à? Vâng. À. Phải nói là ông với bà thì năm nay thì cũng ông thì còn là năm nay là được hơn 60 ông nhỉ? Vâng, gần 70 đấy. Gần 70. Là vâng, là hơn 70. Đấy. Ta nghe ra là tầm tuổi này là khi mà ở gia đình khác thì ông đã được nghỉ ngơi hay là được con cháu là báo hiếu rồi. Đấy, nhưng mà còn ông với bà thì lại khác. Các em thì còn là nhỏ, đi ra ngoài làm nương, làm ruộng rất là nhiều, gọi là cũng như là một trụ cột chính cho gia đình. Đấy, nhưng mà ông cũng làm sao là để cho hai đứa nếu học hết lớp 9, nếu mà có duyên hơn thì học đến lớp 12. Đấy, học đến lớp 12 để cho Sình đây thì gọi ra ngoài mà được giao tiếp để cho em ấy bất ngại cũng như là làm quen với lại cái môi trường ở bên ngoài hơn. Đấy, chứ còn là nếu mà ở trong làng như này thì chỉ có là đi lấy củi để mà đi bán cũng như cái cuộc sống ông hiện tại thôi. Đấy, ông làm sao là phải cố gắng. Đấy, có gì mà khó khăn quá thì ông cứ bảo với cháu chỉ là người mà gọi là đi làm cái chương trình, làm cái cầu nối thôi. Đấy, mong rằng là cháu cũng kết nối được các cô các bác, các chú các anh chị mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước để cùng nhau chung tay là giúp đỡ cái
hoàn cảnh của ông cũng như là cái lo cho tương lai của hai đứa cháu ở nhà. Đúng rồi. Thế Sình thì bây giờ là cất những cái đồ này đi nhá. Đấy, em cất những cái đồ này đi đi. Xong là nếu mà một để trước kia đây. Đấy, Sình. Cho chỉ là xứng ra đây. Đấy, cho Sình là cất đi này. Cho cha chỉ xứng ra đi. Đấy, ở trong nhà thì nói thật sự ra cô bác ạ, nhà thì là nhà chỉnh tường cho nên là dùng những củ là ngôi nhà rất là đen cô bác ạ. Gạo này kia thì ông đừng có để xuống đất quá nhá, để xuống đất quá thì sau này nó bị mốc là ăn dần đến là bị ung thư đấy. Biết rồi. Ông cứ để lên cao cao một tí. Những cái nồi, những cái gọi là đồ dùng để mà nấu cơm cũng như là sinh hoạt của bốn ông cháu cô bác. Ra phía bên trong nhà thì có nhà ông với bà thì còn làm thành buồng các bác ạ. Ông ngủ buồng bên này à hay là bà ngủ buồng bên này? Ngủ bên này à? Thế còn La thì là ngủ bên kia à? Thế là còn bây giờ là một mình em Sình là ngủ đây thôi đúng không? Bây giờ thì các em cũng lớn rồi thì cũng bảo là các em là các cháu là đi ra cũng gọi là ngủ riêng. Còn hôm nọ thì đáng lẽ ra là cháu cũng nghĩ rằng là các em lớn rồi thì nên mua cho các em là hai cái giường. Đấy, nhưng mà cháu lại mua mỗi một cái giường thôi. Thế chỗ ngủ của chị gái thì là ngủ ở đâu? Ngủ kia. Chú ngủ à? Thế là ngủ đây. Thế là chị La là ngủ đây à? Vâng. Ôi rồi, sao lại ngủ gần cái bếp bếp củi quá. Thấy là nhìn thấy từ phía bên ngoài vào đấy cô bác ạ, thì không phải không có đệm đâu, hình như là còn dùng rơm để mà giải đấy. Hôm nay chị La thì đi học về muộn hơn nhỉ? Vâng. Đây này, còn dùng rơm để mà giải đấy cô bác này. Phải nói là đây là dùng bằng những cái thanh tấm ván bằng tre bằng lưới của bác làm thì rất là khi mà ngủ thì rất là đau lưng. Ủa bên này thì cũng đen hết rồi. Nếu mà như không làm phần mái hiên bên đấy thì dùng cái nấu bếp nấu cám lợn để trong nhà thì là nhà còn đen hơn. Ra phía bên này thì có lẽ là cái phần là khoảng sân. Cái này là để làm gì đấy à Sinh? Để mà phơi cái gì? Hả? Để có đây có để phơi ngô không? Có. Có à? Để phơi ngô, phơi thóc à? Vâng. Cái này bao nhiêu lâu rồi không gội đầu? Sao cháy nhiều đấy? Ôi có cháy à? Ôi, đây này. Ôi, Sinh có cháy nhiều quá ông ạ, đây này. Đây này, toàn cái quả trứng nó đây này ông ạ. Nhưng không biết nó con không để xem nào. Có cháy như này thì ôi đây này thôi. Ôi ông ơi đây này ông ơi. Hình như con nhiều quá. Đây. Đầu cháy của bác này. Đây. Ông thấy chỗ giá phơi nào. Ôi đây này. Nó thay nào. Đấy con to chứ không phải là nhuộn, chứ không phải là nhỏ đâu ông đây này. À. Đây chú xem để đây để anh xem nào. Ôi nhiều cháy quá, Sình ơi, còn có con nó nhiều chứ cô bác ạ. Thế hầu như là các bạn ở trên vùng cao cô bác ạ, và đặc biệt là phía xa xa như kiểu là em Sình đây này là nó còn có cháy nhiều hơn. Để anh để chú cắt tỉa tỉa cho đây thêm một chút đấy nhá. Xong là gội đầu nhá. Đấy cái kia thì nó vừa là khử cháy luôn đây này. Vừa mới lật cái là nhìn thấy rồi. Ôi. Chị Giáo My cũng có nói với cháu Lực rằng là các em ở trên này thì rất là nhiều cháy. Thì cũng bảo cháu Lực là mua cái dầu gội mà nó khử cháy một chút đấy cô bác. Đây bây giờ thì chắc là có lẽ là cháu Lực sẽ phải tỉa bất ngắn ngắn một chút cô bác ạ. Đây, đây này cô bác này, cô bác có thể nhìn thấy rằng là cháu Lực chỉ cần vén tóc ra thôi là trứng có cháy rất là nhiều. Chị Giáo My cũng có nói với cháu Lực rằng là mua cái dầu gội nào mà diệt cháy đấy. Bây giờ thì cho Sình là ngồi ở đâu một chút này, chú cắt cho. Nhà có ghế cao à Sinh? Có. Em đi lấy ghế nhá. Ừ. Rồi, em lấy ghế nhá, đi đi. Ừ. Đây ở đằng sau để cho Đức cũng nhìn thấy là
trồng khá là nhiều ngô các bác ạ. Ngô này thì có lẽ là toàn là cái ngô cây ngô của bản thôi. Ồ, dưới này thì cũng nhìn thấy là có mấy hộ gia đình của bác ạ. Không biết là đi qua bên này thì là đi vào đâu nữa. Ồ, đây có một con đường hình như là đi vào rừng già của bác ạ. Đây ở trên kia là toàn rừng già rồi, hôm nay thì lại không có lấy được flycam ra. Không thì sẽ được sẽ lấy flycam ra cho các cô bác là anh chị là cùng là biết. Đấy, mặc dù là tóc của Sình thì vẫn gọn gàng rồi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà này do là thấy là tóc của Sình thì vẫn gọn gàng rồi cô bác ạ. Nhưng mà do là có nhiều cháy quá cho nên là cháu Lực phải tỉa bớt đi để cho ngắn ngắn. Em cứ bỏ quần áo đi. Đấy, em bỏ quần áo đi. Đấy. Đấy, bỏ quần áo ra. Không, để đây, đây, anh cầm đây, cầm đây. Anh treo để đây nhá. Đó. Hôm nay có được giấy khen không? Hôm nay không được à? Thế năm sau cố gắng nhá. Năm sau cố gắng là học thật giỏi đi. Học thật giỏi đi để được giấy khen về nhá. Đây là hôm nọ là ai cắt tóc cho? Hả? Chú cắt tóc cho à? Đã bao giờ đi ra quán cắt tóc chưa? Có biết quán cắt tóc như nào không? Có à? Thế đã bao giờ đi có tiền đi cắt tóc không? Không à? Cứ quỳ xuống cho anh à? Đây, cháu Lực sẽ cắt cho nó ngắn lại thêm một chút cô bác ạ, để bỏ bớt cháy đi. Nhiều trứng cháy quá. Hôm nay là mới đi học về là chắc là không đi chăn trâu được rồi nhỉ? Bây giờ còn sợ chú không? Không. Không sợ rồi à? Đấy. Các em gọi là mới gặp cháu Lực lần đầu của bác thì có vẻ như là còn sợ một chút. Lên lâu thì các em cũng gọi là dần mở lòng hơn. Nào. Nào, quỳ xuống cho chú một tí nào. À, cho anh ấy nhỉ, cứ gọi là chú thôi. Gọi là chú thì già quá. Hôm nọ chú là dùng cái gì cắt cho? Sinh. Hôm nọ chú là dùng kéo hay dùng cái máy như này cắt? Dùng cái máy. Dùng cái máy cắt à? Thằng nào là nhìn thấy em Sinh là không thấy sợ máy của bác ạ. Cháu Lực sẽ chỉnh lại cắt ở phần dưới chân để cho nó ngắn tí và một tí nữa cháu Lực sẽ cắt ở trên để cho nó không có trứng cháy, tỉa bớt nó đi. Thank you.
năm sau à lên có được lên lớp không? Có. Có được lên lớp à? Tưởng không được lên lớp nữa. Tưởng không được lên lớp là ở lại lớp là không có được đâu. Đấy, nếu mà có cháy như này là ủi cái đầu là cho nó ba phân hết là cũng được đấy cô bác, nhưng mà làm thế thì nó lại thành ấy quá. Kìa thì phần chia nó cho nó ngắn một tí nhá. Có nhiều trứng cháy quá này. Đây, phần mái này là nhiều cháy hơn này. Giờ thì gội cho sình một tí đó cô bác ạ, về cắt tóc xong rồi. Từ từ nhá. Sao lại cầm có con cháy rơi vào đầu thế này, rơi vào tay này. Giờ gội này có thơm không? Thơm à? Đó, quỳ xuống nào. Đấy. Đấy, quỳ xuống một tí nữa, để chú xả cho. Là để anh xả cho, cứ chú cháu cháu nhiều đấy nhỉ. Từ từ nhá. Từ sau lên thì chắc là mua thuốc diệt cháy cho thôi. Tuy nhiên thế này thì chắc là không chết, mình cứ nhắm mắt lại nhá xin nhá. Dẫn lên một tí, tiến lên một tí. Mặt đấy, bây giờ thì rửa mặt một tí đi. Đấy, rửa mặt một tí đấy. Lấy cái có khăn đâu, ở nhà có khăn không? Hả, có khăn rửa mặt không? Có à, thì lấy khăn lau lau qua một tí đi. Đấy, xong là mặc áo vào. Nhà sình thì có vẻ như là ở trên này có một nguồn nước sau bác. Thấy là kéo ống nước từ ở bên kia sang này. Cái này thì chắc là cũng được ở bên xá là người ta hỗ trợ cho thôi. Thầy Trấn Lực sẽ đi vào đằng sau ngôi nhà của sình cho các bác xem một chút của bác này. Cái này là chắc là để cái gùi của bác này. Để gùi gùi củi này. Hay là để mà gùi ngô nữa. Ui, những cái bó củi như này thì phải nói là rất là dài của bác ạ. Được hơn 3 mét các bác. Đây là những cái bó củi mà ông với bà là chắc là đi lấy về. Nhìn ngôi nhà thì phải nói là đây này các bác này, cái này là gọi là cái cây để mà thay sắt cho ngôi nhà nó không bị đổ ra đấy. Hãy xình mặc áo vào đi. Hôm nay lên thì chưa có gặp em La các bác ạ. Em La thì có lẽ là đi học là về muộn hơn. Và hôm nay thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà của chị Giáng My cho em sinh. Em sinh đâu bác. Ôi ôi, quần rách hết rồi. Đi quỷ đâu sao ấy. Đây này, ui của bác này. Đây là ai may cho, chỗ này là ai may cho? Bà may cho à? Cái quần áo thì bị rách đầu gối rồi. Tuy nhiên là vẫn còn phải may vào. Và đấy nhìn thấy là cái đít là bị thủng đấy nhở, quần này.
Có lẽ là cái video hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ đây các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực để mà đi hỗ trợ được rất là nhiều hoàn cảnh còn khó khăn. Cháu Lực rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác dành tặng tới cho em Sinh. Lần sau thì đi học về đấy thì là đi cẩn thận nhá. Đấy, đi về là xem là nếu mà đợi chị thì đợi chị cùng về nhá. Đấy, không về với mẹ, về như này là một mình là nguy hiểm. Có sợ ai bắt cóc đi không? Có. Có sợ à? Đã từng ở trên này đã từng có vụ nào mà bắt cóc trẻ em chưa? Không. Chưa từng đâu đúng không? Đấy. Cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Bây giờ xin gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông các bà nhé. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt các ông các bà. Ơi là gì có thức đâu không mẹ. Cái này là chú đi tận đâu hái về? Từ đâu lấy về? Trên rừng về. Trên rừng về à? Chỗ này thì rơi tầm độ... Chú có cân không? Cân thế nào? Cân đi. Có cân à? Đấy, ở đây thì là chú vừa đi lên trên rừng để mà khai thác về đấy các bác ạ. Và chú gặp cháu Lực thì chú có hỏi là còn lấy mật ong không? Đây, mật ong thì là mật ong rừng nguyên chất này các bác này. Chú đi lấy thì chú có dùng đồ bảo hộ gì không? Dùng cái gì đâu. Thế là cứ thế đi lấy thôi à? Thế lấy thôi. Đây cô bác này, rất là đẹp này, mật ong ấy. Mật ong này chắc là tổ rất là lâu năm rồi cô bác này. Đen đen hết rồi. Từ năm ngoái đấy. Từ năm ngoái rồi à? Mật ong này thì rất là tốt. Cái kia nó còn lấy, nó còn làm sâu ấy. Chú nó làm trước cái lợn này. Này thì 7 cân rưỡi. Phải à? Ôi, mở khó đấy nhỉ? Gọi là 5 cân đi. Tí chưa cái thùng nó. Cái thùng đó em qua vừa mua gọi, về đấy. Gọi là 5 cân chứ 7 cân rưỡi nhá. Cái này mờ. Gọi là 5 cân. Chú anh mở hộ em. Đây. Cái dưới này. 1 cân, 2 cân, 3 cân. Đây. Đây này con, cô bác này, còn gì có con này. Đi vừa mình khai thác về này, con còn là nguyên si luôn. Vừa rồi thì cháu Lực có. Thế là đây là chợ trong khe đá rồi chứ. Khe đá đây. Uầy, khe đá này. Được một thùng như này anh. 7 cân rưỡi à? Một tổ được lên đây á. Ở trong ấy. Vâng, khuôn nhộng à? Không, cái nhà bên. Nhưng mà đảm bảo là mật là chuẩn cho cháu nhá. Ôi, mẹ không lại à? Dừng về bảo mật gì nữa thì không biết nói rồi. Đảm bảo là mật chuẩn, là mật xịn cho cháu là cứ được. Lấy gần sát đến trên cái đỉnh cái ao cá kìa, có mấy cái ao cá không? Ao cá thì trên kia? Ờ. Đỉnh 2000 nhá. Ờ, ngay bên dưới đấy là cái gì à. Đấy. Mấy ông này bảo không phải đỉnh 2000. Cái đỉnh 2000 là ở đây luôn rồi á? Trên này. À, thế cái chỗ có cột phát sóng đây đúng không? Đi nó cũng gần luôn mà. Đấy, rất là mong các cô, các bác, các chú, các anh chị sẽ ủng hộ mật ong của bác nhá. Đấy, chú vừa mới đi lên trên rừng khai thác về nè. Mật ong thì mật ong màu rất là đẹp, rất là đặc sệt luôn mật ong này. Đấy, thì để đây một tí đã. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.